giới thiệu đến quý vị hai vị khách mời đặc biệt chúng ta. Hai vị này chỉ có khoảng 20 phút để trình bày chúng ta những kiến thức chính về bộ phim. Xin mời ông Phạm Van Nam cũng như ông Fresh Custer. Please, Fresh Custer, please come up. Xíu để giới thiệu về hai vị khách mời đặc biệt này, bởi vì chúng ta biết là qua cái công việc đặc biệt này thì phải đòi hỏi những con người rất là đặc biệt, những người rất là có uy tín để làm cái công việc này thì chúng ta mới có thể sự tin tưởng được. Trước hết xin giới thiệu đến quý vị ông Phạm Văn Nam. Ông Phạm Văn Nam năm 2015 đã được thống đốc tiểu bang Massachusetts Baker bổ nhiệm vào chức vụ bộ trưởng thương mại và giao dịch quốc tế. Ông là người Mỹ gốc Á Châu đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ cao cấp nhất ở trong cái nguồn máy chính quyền của Massachusetts. Văn phòng này của ông điều khiển văn phòng phim ảnh, phát triển thương mại, du lịch và du khách, quảng cáo thể thao, văn phòng giao dịch và đầu tư quốc tế. Và trước đó từ năm 2011 tới 2015 thì ông là giám đốc của công ty phát triển Việt Mỹ. Ông đã từng điều hành lĩnh vực ngân hàng trong 20 năm trong các ngân hàng của cộng đồng và ngân hàng thương mại thế giới. Từ năm 1994 tới năm 2000, ông điều hành văn phòng tị nạn và di trú của tiểu bang Massachusetts. Ông cũng đã phục vụ trong nhiều hội đồng quản trị trung tâm Việt ngữ trên 20 năm trong các chương trình Việt Mỹ Cable Show ở trên Boston. Ông Nam đã hoàn tất chương trình cử nhân của ngành quản trị thương mại tại Đại học Minnesota và cao học ngành chính trị kinh tế tại Đại học Harvard. Qua cái dòng tiểu sử của ông Phạm Văn Nam, quý vị chúng ta cũng thấy là ông có kinh nghiệm rất nhiều về thương mại, về lĩnh vực phục vụ cho cộng đồng Việt Nam và đặc biệt là tham gia có uy tín trong thị trường của mình rất nhiều. Xin mọi người chúng ta cho một tràng pháo tay để chào. Kính quý vị, người kế tiếp tôi xin được hân hạnh giới thiệu là ông Fred Koster. Ông Fred Koster đã học diễn xuất từ nhiều vị thầy nổi tiếng, trong đó có Don Richardson. Ông rời điện ảnh một thời gian để theo đuổi thương mại ở Âu Châu và Á Châu. Sau đó, ông trở lại lĩnh vực điện ảnh, làm sản xuất phim, viết script và đạo diễn cho nhiều chương trình thể thao như Super Bowl, US Open Tennis, NFL Football, NCAA Football Đại học, chương trình đua xe NASCAR, Baseball, Major League Baseball. Trong những chương trình làm việc này thì ông đã phỏng vấn trên 50 lực sĩ chuyên nghiệp trong thời gian qua. Nói về lĩnh vực điện ảnh, tức là lĩnh vực chiếu phim ở ngoài rạp, thì ông là người đầu tiên đã làm cái cuốn phim chúng ta thường hay nghe là Ride the Thunder, tức là cởi sóng. Cuốn phim này đã được trình chiếu ở California trong tuần đầu tiên, là cuốn phim ăn khách nhất của lĩnh vực điện ảnh trong cái tuần đó, và sau đó đã được trình chiếu nhiều nơi. Và vì vậy chúng ta thấy là qua quá trình làm việc điện ảnh của ông thì chúng ta cũng có quyền tin tưởng vào khả năng làm phim của ông và cái trách nhiệm và đã làm ở trong cuốn phim đang thực hiện này. Xin mỗi người chúng ta cho đại phó tay để chào đón. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam cũng như Fresh Custer đã tới tham dự hôm nay, và xin kính mời anh Nam cũng như Fresh Custer bắt đầu cái việc trình bày của hai vị. Thank you for being here with us, and please begin your presentation for us. Great. I got to start off and say, as I'm looking around here, there's only one word I can think of right now, and that's wow. I can't get over, I want to thank everybody who came tonight. Thank you so much.
And of course, thank you for the committee for putting this together. But I'll tell you, just being here, I'm looking at everybody and talking with everybody. You know, I'm really having a better appreciation of how important this film is and how many people want to get the truth of the Vietnam War out. And I got to tell you, I'm just proud to be here, and I'm honored to be part of the team that's making this film. And I want to tell everybody here that with this film, what we're doing is we're fighting to tell the truth of the Vietnam War. And we have to treat it like a fight. The film is going to be powerful, it's going to be hard-hitting. The movie is going to contain history of the Vietnam War that America has not seen. Things that Ken Burns did not include in his film, as everybody knows. And it's really going to be a very exciting film. And a few things I just want to point out to everybody, and this is stories that you know, but Ken Burns had 18 hours to tell the history of the Vietnam War. Yet he did not mention the refugees. He did not mention the 400,000 people that died in the ocean trying to escape. I have no idea why he doesn't think those lives are important. Our film will go with it. Ken Burns said nothing about re-education camps. He said nothing about the great military victories of the South Vietnamese military. And there's many others. That's just a short list of what it is. He also failed to mention one of the greatest humanitarian needs of the 20th century. And that is when South Vietnam was able to absorb 1 million refugees into their society. And that's another story we're going to tell. And one thing I want to mention now that's up on the screen is that a lot of people may not know this tonight, is that the United Nations sent an investigative team to Vietnam, South Vietnam, to investigate allegations by the U.S. media that the South Vietnamese people were doing atrocities and the government was incompetent. The United Nations had a 25-person team that went over there. And they found South Vietnam to be completely innocent of all these charges. So the United Nations had this report, but guess what? They never released it to the public. And to this day, they never released it to the public. And I want everyone to know that is another thing that's going to be in the movie. And one thing is this movie must be powerful, must be hard-headed, but we also have to have the marketing and distribution must be powerful and hard-hitting, which is also in the plans to do that. We're expected to be in the theaters later this year, and I hope everybody will have the same turnout at the theaters as we're having here tonight. But again, I just want to thank everybody here for letting me be part of this, and thank you very much. Thank you, Mr. I have one question that anyone has in mind. I have the same in you too. As an American director, why are you interested in making a big film about the Vietnam War? Boy, I'll tell you, you know, when you ask me that question, I think of a question. And that question is why someone has not made America with film, national release film. Why this hasn't been done before? Your story, the story of the South Vietnamese people is very tragic. And we can't change what happened. The second tragedy of the Vietnam War is how history has been told about the Vietnamese people. That's the second tragedy. We can fix that tragedy, and that's what we're doing. But to answer your question is, as a filmmaker, we want great stories. And this is just an incredible story of people who survived, who suffered, who overcame incredible obstacles. But it's also incredibly inspiring. I mean, everybody in this room, I look at everybody's heroes to overcome and to be here tonight. And your story should be told, but this story should have been told a long time to America. And one thing I really do believe, everybody, is that once America knows your story, they will be shocked and they will embrace the story. I promise that.
Kính thưa quý vị, ông là một người Mỹ mà ông có tấm lòng đam mê cũng như ông có cái ý muốn để thực hiện cái điều để nói sự thật về cuộc chiến của Việt Nam, thì có lẽ mỗi người chúng ta cũng phải cố gắng để làm cái điều đó, cũng như để hợp tác với những cái bạn làm phim để làm được cái điều đó. Dạ vâng, kính mời anh Phạm Văn Nam cũng đặt câu hỏi cho anh Nam là tại sao anh Nam lại dấn thân để làm trong cái việc làm phim phản bác này, bởi vì cái nghề đó không phải là nghề của anh Nam, nghề anh Nam là nghề thứ bảy. Cảm ơn thầy Lưu Công. Trước khi trả lời cái câu hỏi của anh Phục, tôi xin được phép bài dây. Thứ nhất là cảm ơn anh Phục đã giới thiệu rất là nhiều những điều hay. Nhưng mà tôi xin được thưa với quý vị ở đây, cái chức vị mà tôi hãnh diện nhất là chức cách người ta gọi là tôi là người Việt Nam tự do. Cái đó là tôi hãnh diện nhất. Và cái chức vụ thứ nhì mà bây giờ tôi yêu nhất, yêu quý nhất là được làm bạn của những người ở Houston. Trong vòng 3 tháng vừa qua, tôi rất là mang ơn sự làm việc các tấm tụy của ban tổ chức cũng như sự đóng góp của quý vị. Và đặc biệt là cảm ơn anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy. Tôi chỉ có được gặp chị Thủy một lần cách đây ba mấy năm, và khi mà trở lại đây thì mới ước mơ là được chị cho phép phỏng vấn chị thôi. Nhưng mà khi chị hiểu được cái việc mình làm thì chị Thủy anh Phục đã nói để chúng tôi giúp. Tôi lúc mà nghe chị Thủy nói như vậy mình cũng ok, giúp thì mình cũng mong, nhưng mà không tưởng tượng được là cái sự hỗ trợ, sự tiếp tay của quý vị nó nồng nhiệt, nó nhiều và nó như đến thế này. Thành ra bây giờ tôi mới hiểu cái câu mà chị Thủy chị Phạm cũng có nói là Houston là cái trung tâm của cái trái tim nhân ái. Tôi nghĩ đây nó còn hơn trái tim nhân ái rồi. Mà nó là một cái quê hương của những người Việt tự do, quê hương của những người muốn làm cái gì đó cho đất nước của mình. Cái điều thứ nhì, tôi cũng xin được gọi là để trả lời câu hỏi của cha, tôi xin được bàn phép thăm dò ý kiến của quý vị ở đây chút xíu. Ở đây quý vị, những người nào nghĩ rằng truyền thông Hoa Kỳ chưa bao giờ nói cái sự thật về cái cuộc tranh đấu của chúng ta, xin cho tay lên. Như đa số chúng ta. Và quý vị nào nghĩ rằng người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ xương máu, đã đấu tranh cật lực trong bao rất là nhiều năm để bảo vệ cho cái nền tự do và độc lập của Việt Nam, xin cho tay lên. Xin cảm ơn quý vị. Đó thưa cha, đó là hai cái lý do mà tại sao nó thúc đẩy cá nhân chúng tôi làm việc này. Và tôi cũng xin được rất là vắn tắt cái mục đích mình làm phim. Thì lúc nãy Hòa Thượng Thích Huyền Việt cũng như cha Tâm cũng đã nói là điều có ba cái đó chúng ta làm phim để trả. Ba cái trả lại sự công bằng cho lịch sử. Lịch sử đã chứng minh Hồ Chí Minh là một tên tội đồ, Cộng sản Bắc được xâm lăng Việt Nam. Trả lại cái sự công bằng cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia rất là non trẻ, mới được thành lập năm 54, nhưng mà chúng ta đã xây dựng được một cái nền dân chủ nhất Á Châu, chỉ thua Nhật Bản một chút xíu, và cái văn hóa văn minh của miền Nam coi như là số 1. Và chúng ta trả lại cái danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Là ba cái trả, nhưng mà tôi nghĩ thế phải có bốn cái trả. Cái trả thứ tư là trả lại cái niềm tự hào về dân tộc Việt Nam, và đặc biệt là cho con cháu của chúng ta. Tôi có dịp được nói chuyện với Mark là con của dược sĩ Teresa Hoan, thì cái thế hệ đó là cái thế hệ mà chúng ta phải quan tâm đến. Nếu mà những người trẻ không biết rằng cha ông có nó đổ xuống máu, cha ông nó đến Hoa Kỳ không phải vì làm tay sai cho Hoa Kỳ, mà cha ông nó đã đổ xuống máu vì tự do, đã hy sinh tính mạng vì tự do, thì nó sẽ tự hào, nó hẳn trên là người Việt Nam, và nó sẽ đóng góp cho tương lai Việt Nam nhiều hơn.
Có lẽ nhiều người chúng ta cũng đặt câu hỏi là cái việc làm để phản bác cái phim The Vietnam War cũng như làm sáng tỏ là lịch sử là một công việc rất là to lớn. Như vậy thì cái nội dung của cuốn phim của mình đang làm như thế nào, anh Nam có thể trình bày một cách rất là tổng quát và sơ lược để mọi người chúng ta có thể hiểu được cái nội dung. Dạ vâng, thì cái nội dung nó rất là tóm tắt, tức là mình có bốn cái mặt đề chính. Thứ nhất, cái cuộc chiến Việt Nam, cái nguyên nhân của cuộc chiến Việt Nam là hoàn toàn do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản tạo ra. Đó là nhân. Và nếu mà không có cái sự sông lăng của Hồ Chí Minh, nếu không có cái sự muốn nhuộm đỏ Việt Nam và Á Châu của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, thì chiến tranh Việt Nam nó không có xảy ra. Cái đó là cái cốt lõi của vấn đề. Cái điều thứ nhì là toàn thể người dân Việt Nam, miền Nam cũng như là nhiều bà con mình ở ngoài Bắc đã hết bỏ cả đời để mà tranh đấu để có được tự do và xây dựng một cái nền dân chủ. Và những cái gì xảy ra cho Việt Nam sau năm 75 nó cũng là những cái bằng chứng để nói lên những cái sai lầm, những cái tàn bạo, những cái dã man của cộng sản, từ trại cải tạo cho đến cái việc mình phải bỏ cả quê hương của mình đi để tìm cái sống trong cái chết. Thì thưa cha, tôi nghĩ là tất cả những cái điều mà chúng ta đã thao thức, đã mong muốn được trình bày cho người bạn Hoa Kỳ và cho thế giới biết tại sao chúng ta có mặt ở trên Hoa Kỳ, tại sao chúng ta đã tranh đấu và tại sao nhiều người trong chúng ta đây vẫn còn đang tiếp tục tranh đấu với một hy vọng rằng trong tương lai Việt Nam mình sẽ có lại tự do. Đó là cái nội dung của chương trình. Cảm ơn. Câu hỏi kế tiếp thì đặt cho anh Nam là có lẽ nhiều người thắc mắc ở trong cuốn phim rất là nhiều cái điều sai lạc. Một trong những tiêu biểu của điều sai lạc là John Kerry đã nói về cái điều mà khi mà ông nói là quân Việt Cộng mà tấn công vào thì chỉ có những người lính Mỹ họ chiến đấu để chống lại cái sự tấn công của Việt Cộng, mà những người lính Cộng hòa họ bị buông xuống đầu hàng. Một điều nữa là John Fonda đã nói là trong cái thời kỳ chiến tranh đó thì mỗi tháng như vậy đó thì có khoảng 12.000 người lính Việt Nam Cộng hòa đã đào ngũ. Có lẽ ở đây tất cả rất là nhiều người cựu chiến binh ngày xưa không quân hải quân, tất cả những người cựu chiến binh ở đây ngày xưa muốn lắng nghe là trong cái nội dung cuốn phim thì anh dự định sẽ phản bác những cái điều đó như thế nào? Cảm ơn. Thưa cha và thưa quý vị, ông John Kerry là người ở thôn bang Massachusete của cá nhân tôi. Thành ra bà xã tôi và tôi có nhiều lúc gặp ông ta, có nhiều lúc mình cũng như là mình tranh luận cả nhau với ông ta. Và những cái lời phát biểu của ông John Kerry cũng như những người phản chiến đó, và đặc biệt là khi mà tôi coi lại những cái lời đó trong cái cuốn phim, mình cảm thấy như người ta bị tát vào mặt. Mình cảm thấy như là mình đã, khi mà họ nói xấu mình, tôi cảm thấy mình bị tát vào mặt. Và khi mà đặc biệt, khi mà John Fonda cũng như bảo là, khi mà bảo là cái quân lực Việt Nam nó không có chiến đấu, tôi cảm thấy như tôi đã bị đấm một người. Rất là giận. Mình cảm thấy cái điều này không thể chấp nhận được. Nếu mà mình không chấp nhận được cái lời sỉ nhục cha anh của mình không chấp nhận được cái lời láo hét của nó thì làm gì? Thì trong cái cuốn phim đó chúng tôi sẽ nói lên và phản bác cái chuyện đó. Những cái trận đấu, những cái trận đánh, những chiến thắng oai hùng của quân Việt Nam Cộng hòa, tôi bình long anh hùng, an lộc kiêu hùng, công tung dụng dài và hùng dậy, đó là những cái trận chiến mà quân đội hoa quân đội thế giới không biết. Đó là những cái điểm thứ nhì nữa là quân đội Việt Nam Cộng hòa khi đó đang chiến đấu trong những hoàn cảnh rất là khó khăn và khắc nghiệt. Trước năm 69, Việt Cộng nó đã có AK-47, mình vẫn dùng các cái nhà M1, M2, hồi đến những thế chiến. Đến năm 73, 74, 75, mình hết súng đạn, nó súng đạn để làm ào. Nhưng mà không có bao giờ người lính Việt Nam đào ngũ chạy theo bên kia. Cái điều đó là chứng tỏ đó là
Và điều thứ ba để mình phản bác điều đó, thưa quý vị, ở đây chúng ta ít gây thể hiện đấy. Người lính Việt Nam mình không có đào ngũ có nhiều tranh phòng ra nói, nhưng mà người lính Bắc Việt có đi chiêu hồi qua Việt Nam. Có hơn 200.000 người lính bộ đội Bắc Việt đi qua Việt Nam. Cái điều đó thế giới không ai nhắc đến. Thì đó là một những cái điểm chính mà chúng tôi sẽ đưa ra. Cảm ơn các bạn. Ngoài những cái điểm các Nam vừa mới nói, anh Nam có muốn thêm gì về phần nội dung trước chúng ta chuyển qua một cái phần khác còn? Chúng tôi vẫn còn nghĩ rằng cái chuyện Việt Nam mình nó có nhiều vấn đề để nói chuyện lắm. Thành ra đó là với những cái nhìn của chúng tôi. Thành ra chúng tôi hy vọng là quý vị có ý kiến, có những cái đóng góp nào xin liên lạc với chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào để cái cuốn phim đầu tiên là chúng tôi xin thế là đầu tiên có thể phản ánh được cái tâm tư, cái nguyện vọng của đa số bà con của mình, và sau đó mình sẽ làm thêm. Còn thêm nữa. Dạ vâng. Cái câu hỏi kế tiếp cho Nam là chắc có lẽ nhiều người cũng đứng đặt câu hỏi là cái quá trình làm phim tới bây giờ là thực hiện tới đâu rồi, và khi nào thì mình sẽ thực hiện xong cuốn phim này, và khi nào sẽ ra mắt? Dạ vâng, chúng tôi là bắt đầu làm cái vấn đề mà sản xuất cái phim này của năm nay. Thành ra mình bảo là vấn đề sản xuất đó, thì coi như nó được 70%. Rồi sau đó cái phần mình bảo là hậu sản xuất thì mất thêm vài tháng nữa. Chúng tôi hy vọng rằng với cái sự hỗ trợ rất là đồng nhiệt của quý vị ở đây, cuốn phim của chúng ta sẽ hoàn tất vào cuối tháng 8. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng cái nơi mà đầu tiên mà ra mắt cuốn phim sẽ là tại cái trái tim nhân ái của quận Houston này. Bác Thịnh có đề nghị là trong cuốn phim này cần có Tết Mậu Thân, thì con chắc chắn là trong cuốn phim sẽ có rất là nhiều cảnh đánh hào hứng. Dạ, chắc chắn có. Vấn đề Mậu Thân là chắc chắn có. Xin lỗi cha, cho thêm một phút để nói thêm về Tết Mậu Thân. Khi mà chúng ta làm việc với ông Pháp Văn Nam, mình mới càng tin tưởng rằng có một cái âm mưu gọi như là làm xấu Việt Nam Cộng Hòa để bóp cho chúng ta chết. Đó, ông như Tết Mậu Thân là một cái chứng cớ. Ông bao thơ con trai là cái nhà báo số 1 của Hoa Kỳ lúc đó. Khi mà ông ta tường thuật cái kết quả của Tết Mậu Thân tại Sài Gòn, thì ông ta tuyên bố, chúng ta có phim nào mà quý vị có thể coi trong cái trang mạng nhà của chúng ta, ông ta tuyên bố Tết Mậu Thân là một trận thắng vĩ đại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái sự chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nằm ngoài cả sức tưởng tượng của những người ủng hộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đó là một cái thất bại nặng nề của Cộng sản. Cái điều này ông ta nói như thế nhưng mà không được chiếu lên trên TV. Hai tuần sau khi ông ta về New York thì ông bảo thua rồi, coi như trận chiến này là thua. Chính bởi vì cái lời tuyên bố của ông ta được chiếu trên cái hệ CBS, nó đã làm cho cái tinh thần chiến đấu, cái sự muốn chúc ở Việt Nam Cộng Hòa của chính phủ Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ nó sụp xuống. Đó là những cái điều mà chúng tôi sẽ nói lên rất là rõ ràng trong cuốn phim, và nhất là cái việc của nó tàn sát bà con của mình ở Huế và nhiều chỗ khác. Cảm ơn. Câu hỏi kế tiếp cho Nam cụ thể cho giải thích nhiều thắc mắc của quý vị khán giả là cái chi phí thực hiện phim như thế nào, bao nhiêu tiền, và bây giờ chi phí đã được tới đâu rồi, và chúng ta còn cần bao nhiêu chi phí? Dạ, câu hỏi này quan trọng lắm, là vấn đề đầu tiên cũng phải có cái chi phí về vấn đề sản xuất, thì chúng tôi dự trù tốn 250.000 đô la sản xuất thôi.
và sau đó mình cần phải quảng bá để đưa đến các bạn như là làm thêm các phần tài liệu giáo khoa. Phần tài liệu giáo khoa rất là quan trọng để mình gửi đến trường học. Thì chúng tôi dự đoán là sẽ tốn lên thêm 50.000 nữa. Hiện giờ trước khi có cái sự đóng góp rất là đồng nhiệt của Houston thì chúng tôi đã quyên góp trên mạng computer được 72.000. Và hồi sáng nay thì Linh Mục Tâm cũng cho biết là Houston đã đóng góp được thêm 108.000 nữa, là đó là nhiều lắm, chúng tôi rất là cảm ơn. Và chúng tôi hy vọng rằng tối nay với cái sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị, chúng ta sẽ đủ chi phí để hoàn tất cuốn phim, để quảng bá cuốn phim và làm những tài liệu giáo khoa, cũng như tôi xin được phép thêm đó, cũng như sẽ thực hiện một cái đài tưởng niệm trên mạng computer. Bây giờ mới đủ tiền làm như vậy để tất cả chúng ta ở đây có thể ghi nhớ cái công ơn của những người bà con anh em mình đã hy sinh cho cái sự an lành, cho cái sự yên bình, cho tự do của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, cũng xin nhấn mạnh cuốn phim này để thực hiện không phải để cho người Việt Nam chúng ta xem, nhưng mà mục đích chính là để cho người Hoa Kỳ xem, để mình có thể mình giải tỏa những cái sai lầm, nhận xét sai lầm của họ về cuộc chiến Việt Nam. Đồng thời thì cho con em của chúng ta cũng vậy, nhiều con em chúng ta sống trong môi trường của Mỹ, học đường của Mỹ, và chúng ta cũng nhận được những tin tức sai lạc từ cái phản chiến trong thời gian chiến tranh Việt Nam, để cho con em chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc chiến của Việt Nam. Và đồng thời thì trong tương lai cũng vậy, có nhiều người sẽ 50-100 năm nữa, có nhiều người họ sẽ muốn tìm hiểu về cuộc chiến tranh Việt Nam, và đây cũng là một cái tài liệu quý giá mà họ có thể họ có thêm để họ tham khảo, để họ có thể có cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc chiến Việt Nam. Một câu hỏi về tài chính cho Nam nữa là vậy, có lẽ nhiều người trong đây cũng có thắc mắc. Thông thường thì khi mà thực hiện một cuốn phim như vậy, có một công ty họ thực hiện, họ bỏ tài chính ra họ thực hiện, và khi mà tài chính thâu về thì nó về công ty đó. Ở đây thì bà con cộng đồng người Việt chúng ta ở khắp nơi ủng hộ để thực hiện cuốn phim này, và khi cái tài chính đủ chúng ta thực hiện cuốn phim, thì sau khi mà chiếu ngoài rạp rồi, chiếu ngoài rạp thì chắc chắn sẽ có thâu tiền vào bán vé, thâu tiền, rồi sau đó thì chiếu trên Netflix cũng có thâu tiền, rồi làm những cái DVD cũng sẽ có cái lợi nhuận ở trong đó. Thì sau này những cái lợi nhuận đó thâu được từ cuốn phim này sẽ được sử dụng như thế nào, sẽ đi về đâu? Vâng, cảm ơn Trang, cái câu hỏi rất là quan trọng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ có đủ, không những có đủ tiền để làm thôi, mà còn dư này. Đó, vấn đề dư ra đến mình có đi đâu. Như tôi đã thưa là mình còn có làm tài liệu giáo khoa, mình làm bài tưởng niệm. Và đặc biệt là tôi cũng cảm ơn chị Nga Dung. Trong mấy ngày vừa qua chị cũng có gọi điện thoại, chị cho biết hỏi như vậy và đề nghị như thế này. Ông Fred và chúng ta cũng đã biết có ít nhất là 400.000 người thuyền viên của chúng ta đã phải bỏ mạng ở trên biển, thì mình không thể quên được. Thì để tưởng nhớ, để ghi nhớ những cái người thân của chúng ta đã hy sinh như thế này, thì nếu mà chúng ta có đầy đủ phương tiện, đầy đủ tiền bạc, thì chúng ta có thể làm một cái đài tưởng niệm những thuyền viên đã mất ngay tại Phú Sơn. Và đồng thời như tôi thưa, chuyện Việt Nam của chúng ta rất còn nhiều chuyện để nói. Thành thử ra chúng tôi cũng khi mình mơ ước thì mơ ước lớn, vì mơ ước không tốn tiền. Thì có thể chúng ta sẽ tiếp tục làm thêm những cuốn phim khác để nói lên chuyện Việt Nam của mình. Chúng tôi đang xin giấy phép để làm một cái hội thiện nguyện để tất cả những cái sự đóng góp của bà con này sẽ vào trong đó và được công khai hóa, ai cho bao nhiêu, làm cái gì đều được rất là minh bạch, để chúng ta bớt giảm thiểu tối đa những cái lợi nhuận tiếp theo, bởi vì mình làm lâu dài mình phải làm đàng hoàng.